Lương Tam Quang lên đại tướng, Tô Lâm nâng vội đàn em trước khi bị lột chức. Vào ngày 21 tháng 10, ông Tô Lâm chính thức nhả chức Chủ tịch nước để Quốc hội bầu Chủ tịch nước mới. Một ngày trước đó, vào ngày 20 tháng 10, báo chí đưa tin ông Lương Tam Quang được thăng quân hàm đại tướng. Đây là chức vụ còn thiếu dành cho ông Quang. Với hàm đại tướng, giờ đây Lương Tam Quang đứng trên Thượng tướng Trần Quốc Tỏ về mọi mặt như chức vụ, cấp hàm, vị trí trong đảng. Chủ tịch nước là người có quyền ký quyết định thăng hàm cho sĩ quan cấp tướng. Đáng chú ý là cấp hàm đại tướng chỉ dành cho người được cơ cấu vào ghế bộ trưởng. Và đấy cũng là điều kiện cần để Lương Tam Quang có thể tiến xa hơn nữa. Chắc chắn mục tiêu của ông Quang không chỉ là ghế bộ trưởng mà phải là tứ trụ. Như vậy, ngay trước khi bị lột chức Chủ tịch nước, ông Tô Lâm đã vét được tấm vé cuối cùng cho Lương Tam Quang bước lên chiếc tàu thăng tiến, đồng thời tạo uy tín cho ông Quang trước thuộc cấp. Việc bị buộc phải nhả chiếc ghế Chủ tịch nước xem như Tô Lâm đã có bước nhượng bộ đầu tiên. Nếu không có phương án củng cố quyền lực để lấy lại sức mạnh, có thể ông sẽ phải chấp nhận thêm nhiều nhượng bộ tiếp theo trong tương lai tới đây. Việc vớt cho Lương Tam Quang tấm vé chót để được lên hàm đại tướng xem như Tô Lâm đã có nước cờ kịp thời. Giờ đây ông Quang có thể chuẩn bị cho những bước tiếp theo, có thể là cạnh tranh chức Chủ tịch nước vào nhiệm kỳ 2026-2031 nhằm mục đích hưng yên hóa tứ trụ theo chỉ đạo của Tô Lâm. Xem ra tham vọng kiểm soát Bộ Quốc phòng của Tô Lâm khó đạt được. Sức mạnh Tô Lâm vẫn chỉ trông cậy vào Bộ Công an mà thôi. Với chức vụ Bộ trưởng, Ủy viên Bộ Chính trị và giờ đây là cấp hàm đại tướng, xem như Tô Lâm đã trang bị đến tận răng trong Lương Tam Quang. Mục đích là cho ông Quang có đủ cả quyền lẫn uy để mà kiểm soát hoàn toàn Bộ Công an. Tuy nhiên, ông Quang có đủ khả năng kiểm soát được Bộ Công an mới đầy những cao thủ trong đó hay không thì cũng cần có thời gian để mà kiểm chứng. Tuy Bộ Công an được xem là sân nhà của ông Tô Lâm, nhưng vẫn còn đó những thế lực khác ẩn mình chờ thời, đặc biệt là thế lực của ông Trần Quốc Tỏ. Ông Tô Lâm từng khiến cho Trần Quốc Tỏ như đại bàng gãy cánh phải nằm im, chấp nhận số phận của người chiếu dưới. Nhưng Lương Tam Quang không phải là Tô Lâm, bởi nhiều người đánh giá cho rằng năng lực của ông Quang không bằng ông Tô Lâm. Bộ Công an được xem như là con tàu chở vua. Lương Tam Quang là người lái tàu. Việc Tô Lâm trao quyền cho ông Quang lái con tàu chở ông cũng là một canh bạc lớn. Nếu con tàu chệch hướng, không chỉ có Tô Lâm gặp nguy mà cả nhóm Hưng Yên cũng sẽ đắm theo. Và liệu ông Quang có vững tay lái, có đi đúng hướng hay không, đấy là câu chuyện hoàn toàn khác. Tất cả chỉ có thời gian mới có thể trả lời. Báo tố thì đang ập đến với Tô Lâm và nhóm Hưng Yên của ông ta. Bắt đầu phía quân đội, bước đầu phe này đã tước được chức Chủ tịch nước ra khỏi tay ông Tổng Bí Thư. Sắp tới Tô Lâm sẽ phải đối đầu với phe có súng đạn trong tay, thậm chí hỏa lực của họ còn mạnh hơn công an gấp nhiều lần. Quân đội lỡ để Tô Lâm chớp thời cơ, chiếm lấy chức Tổng Bí Thư là do họ không biết đoàn kết. Nếu Bộ Công an trong tay Lương Tam Quang mà không đoàn kết, nếu ông Quang để xảy ra hiện tượng phe phái nổi lên rồi đấu đá loạn xạ trong bộ này, thì lúc đó sự nghiệp chính trị của Tô Lâm cũng sẽ chao đảo. Nếu Lương Tam Quang thể hiện được bản lĩnh như Tô Lâm đã từng làm, thì chắc chắn tương lai của ông Quang cũng rất sáng, nhất là để được hỗ trợ của ông Tô Lâm để tiến xa, chứ không phải tự chiến đấu như Tô Lâm trước đây. Quý vị và các bạn phải xem bản tin Lương Tam Quang lên đại tướng, Tô Lâm nâng vội đàn em trước khi bị lột chức. Quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Tổng Bí Thư Tô Lâm như mãng xà đang lột xác. Nếu quân đội bỏ lỡ cơ hội này ra tay, hậu quả khó lường. Tổng Bí Thư Tô Lâm đã hứa nhả chức Chủ tịch nước từ tháng 8. Tất cả các thông tin đã được công khai với báo chí. Thời điểm nhả ghế được xác định là vào tháng 10. Tuy nhiên, phe quân đội lại rất vất vả đòi Tô Lâm phải giữ lời hứa mới khiến cho Tổng Bí Thư nhả chức Chủ tịch nước.
vì giấc mơ quyền lực thì Tô Lâm sẵn sàng nuốt lời nếu có thể. Bởi theo quan điểm của kẻ tiểu nhân thì quân tử giữ lời là quân tử dại. Nếu giữ lời để mất cơ hội, mất thế thượng phong trên vũ đài chính trị thì không dại gì Tô Lâm phải giữ lời. Để ép Tô Lâm phải nhả ghế thì Phan Văn Giang, Lương Cường và các đồng minh khác trong quân đội phải áp lực lên Tô Lâm, chứ không thể chỉ mong chờ Tô Lâm giữ lời hứa một cách đơn giản cho được. Hiện nay, phần còn lại của Bộ Chính trị đang trông cậy vào Bộ Quốc phòng, vì chỉ có nơi đây mới đủ sức cân bằng quyền lực với phe công an của ông Tô Lâm. Mới đây nhất vào ngày 20 tháng 1, Quốc hội một lần nữa thông báo rằng ngày mai Quốc hội sẽ bầu chủ tịch mới. Như vậy, bước lên vị trí Tổng Bí thư, Tô Lâm không chỉ dừng lại việc kiểm soát Bộ Công an như trước đây, mà đang có ý định nắm luôn cả Bộ Quốc phòng. Việc nắm giữ luôn Bộ Quốc phòng sẽ giúp cho Tô Lâm kê cao gối để ngủ yên, có thể an tâm ngồi ghế Tổng Bí thư suốt đời. Ngay cả Nguyễn Phú Trọng trước đây cũng chỉ kiểm soát hoàn toàn Bộ Công an, còn trong Bộ Quốc phòng, Nguyễn Phú Trọng chỉ lôi kéo được một nhóm người trong Tổng cục Chính trị. Trong tay Tô Lâm đang có đầy đủ công cụ để tiến hành kiểm soát Bộ Quốc phòng. Chức Bí thư Quân ủy Trung ương vẫn chưa đủ để Tô Lâm nắm hoàn toàn Bộ Quốc phòng, mà cần phải đưa được đàn em vào ghế Bộ trưởng. Trong tay Tô Lâm có hai ủy viên Trung ương Đảng, đều là cấp tướng, một người là tư lệnh quân khu 1 với cấp hàm trung tướng và một người còn lại là thứ trưởng cấp hàm thượng tướng. Ở cương vị mới, Tô Lâm đã nâng tầm của mình từ một thú cưng trở thành mãnh thú. Ông Tô Lâm đang thực hiện một cuộc lột xác toàn diện để củng cố quyền lực cho mình và phe cánh Hưng Yên. Trước đây, ông Tô Lâm không được lòng Bộ Chính trị như Nguyễn Phú Trọng, nên ông cần phải củng cố quyền lực mạnh hơn nữa thì mới an tâm ngồi vị trên chiếc ghế Tổng Bí thư lâu dài. Nếu nói bộ giáp trước đây của phe Hưng Yên là Bộ Công an, thì nay Tô Lâm muốn đem bộ giáp mới, trong đó có cả Bộ Công an và quân đội, cùng làm nên chất liệu tấm áo. Để làm được điều này thì Tô Lâm phải loại bỏ được Lương Cường và Phan Văn Giang, hoặc ít ra cũng hạn chế được sức mạnh của hai người này để tạo cơ hội cho Hoàng Xuân Chiến có cơ hội ngòi lên. Tô Lâm không muốn nhả chức Chủ tịch nước là để ngăn phe quân đội đoàn kết, tạo ra một sự liên kết giữa ghế tứ trụ trong Bộ Quốc phòng. Phía quân đội cũng đang đứng trước cơ hội ngăn cản Tô Lâm dệt tấm áo mới. Tuy nhiên, theo phe quân đội cần phải đoàn kết thành bó đũa, nếu không thì sẽ bị Tô Lâm bẻ từng chiếc một. Số phận của các phe phái thì phụ thuộc vào kết quả giành giật ghế trong tháng 10 này. Theo thông báo trên truyền thông, Tô Lâm sẽ phải nhả chức Chủ tịch nước. Như vậy là kế sách của phe quân đội bước đầu thành công. Công an và quân đội đang tranh nhau từng chút một. Cả Bộ Chính trị và Trung ương Đảng cũng đang nín thở, chờ đợi hành động của phía quân đội. Một khi Tô Lâm thâu tóm được quân đội, những nhóm mạnh khác như Nghệ An, Hà Tĩnh, Hà Nội, Thanh Hóa v.v. khó mà còn chỗ đứng như bây giờ. Tô Lâm đã biến Bộ Công an thành Bộ Hưng Yên. Nếu để Tô Lâm biến Bộ Quốc phòng cũng thành Bộ Hưng Yên nữa, thì tai họa ập đến với rất nhiều phe phái khác nhau trong đảng. Cung đình đang kịch chiến, chúng ta hãy cùng đợi xem kết quả. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin Tổng Bí thư Tô Lâm như mãng xà đang lột xác, quân đội bỏ lỡ cơ hội ra tay, hậu quả khó lường. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.